Một cặp Mego giá rẻ phân khúc chỉ tầm dưới 1 triệu thôi mà sở hữu gần như là đầy đủ tất cả những tính năng của cặp Mego cao cấp anh chị bạn. Đó đây nè, chị bạn thấy thiết kế của nó ha, từ cái sạc được trên tay mic nè ha, rồi chế độ tiết kiệm pin luôn nè. Đó màn hình LED luôn ha. Rồi đây và ngay cả cục thu sóng này nó cũng có luôn chế độ tiết kiệm pin luôn anh chị bạn. Đó pin xài rất là lâu ha và chỉnh được âm lượng ngay trên tay mic luôn anh chị bạn. Đây em sẽ mở ra ha. Đó đây nè, đó chỉnh được âm lượng nè, set tần số luôn nha. Đó và đằng sau đây nè hiện chìm cái thương hiệu luôn. Đó thì cái chi tiết như thế nào á, anh chị các bạn nhớ xem hết video clip này nha, và cái mức giá em có để ở phía cuối video luôn. Anh chị các bạn nhớ theo dõi để nhận được cái mức giá ưu đãi nhất nha. Hello, lại là em Ken đây. Chào mừng anh chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Đó thì lời đầu tiên thì bên em chuyên bán về các cái bộ micro không dây nè, bàn mixer ha, rồi các cái bộ hát thu âm livestream nè, rồi các cái linh phụ kiện về TV thông minh điện tử ha, TV box rồi ha anh chị bạn. Đó loa karaoke, sách tay mini. Đó đều có đầy đủ thì mọi chi tiết anh chị bạn có thể liên hệ vào số hotline 0932 075 62 em có để trên màn hình ha. Rồi thì nếu mà anh chị chưa có đăng ký kênh á, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha, bật chuông thông báo nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những cái sản phẩm hot và chất lượng. Sắp tới đây em sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm độc đáo chất lượng tung ra cho anh chị các bạn với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Anh chị bạn nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ nha. Rồi bây giờ quay trở lại video ngày hôm nay á, thì em sẽ tiếp tục giới thiệu anh chị bạn một cái mẫu micro không dây. Đó với cái model đó là U24 ha anh chị bạn. Đó model là U24. Anh chị bạn khi gọi mình nhớ cái tên model để mà mình nói cho nó chính xác để em báo giá cho nó cụ thể cho anh chị bạn ha. Rồi thì cái cặp Mico này á, em đã có kiểm tra tổng quan trước rồi thì nó cực kỳ là ok anh chị bạn, trong cái phân khúc giá đâu đó là dưới 1 triệu. Đó thì những cái micro mà dưới 1 triệu thì em xét nó sẽ xét nó vào cái vòng dòng micro giá rẻ anh chị bạn. Đó nhưng mà nó cực kỳ là đỉnh luôn. Đó đỉnh nhất trong đỉnh trong cái dòng Mico giá rẻ ha. Thì nó đỉnh như thế nào á thì anh chị bạn nhớ xem đến hết cuối video clip này. Đó cũng như em sẽ công bố cái mức giá ưu đãi cho anh chị các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ một vòng về cái hộp ha anh chị bạn. Đó cái vỏ hộp bên ngoài hiện tại thì nhà thiết kế á, nhà sản xuất họ thiết kế như thế này ha. Thì có thể là năm dăm ba bữa, một vài tháng gì đó, một năm hay thời gian sau á, nhà thiết kế họ có thể là thay đổi á, nó cập nhật thì nó cũng không quá quan trọng ha. Đây chỉ là cái vỏ hộp thôi. Rồi khi mà anh chị bạn nhận á, mình để ý giúp em nè, mình xoay mình tìm ha. Đó nó có một cái đầu như thế này thì mình kéo cái này xuống nè anh chị bạn. Đó rồi mình mở cái hộp lên. Đó, để tránh là mình bóc nó không đúng á thì nó sẽ rách cái hộp cũng uổng ha. Rồi bây giờ bên trong em sẽ đi cái phần sơ lược về cái phụ kiện trước anh chị bạn. Đầu tiên lúc nào nó cũng sẽ có một cái sổ hướng dẫn ha. Nhưng mà chắc là chẳng có ai đọc đâu, và mình nếu có đọc thì nó cũng chỉ toàn là tiếng tiếng Anh đồ thôi nên cũng không hiểu. Thì khi anh chị bạn mua em sẽ có ghi một cái video em nói cụ thể chi tiết cho anh chị bạn luôn và chỉ những cái mẹo cũng như những cái cách mà mình sử dụng làm sao cho nó tốt nhất ha. Rồi bây giờ đầu tiên là hai cái bông lọc nè anh chị bạn, đó bông lọc ha. Rồi tiếp theo hai cái chống lăn luôn, đó chống lăn cho micro nè. Rồi tiếp theo là một cái đầu để mình chuyển đổi từ đầu bự nè, tức là đầu 6 ly ha, ra đầu nhỏ là đầu 3.5 nè. Rồi tiếp theo là đây, tiếp theo là cái dây sạc anh chị bạn. Đó dây sạc và ba cục pin. Thì ba cục pin này á, lát nữa xíu em sẽ khi anh chị em mua á, là em test trước. Thì khi em test em sẽ lắp pin vào luôn, em sẽ lắp pin vào em bật lên coi nó lên nguồn rồi em alo ha thì em mới giao. Đó nên là anh chị bạn yên tâm. Rồi đây cái dây sạc thì theo em thấy á, cái dây sạc thì nhà sản xuất họ chỉ cho có một dây thôi như bạn. Đó một cái dây này thôi, nhưng mà ở đây mình cần sạc á là tới ba cái lận. Tại micro này là sạc sạc được trên tay mic nha. Đó sạc được trên tay mic luôn. Thì ba cái, vì vậy mà bên em sẽ tặng thêm cho anh chị bạn luôn. Đó tặng thêm cho anh chị bạn một cái dây như thế này. Anh chị bạn chỉ cần gắm một đầu này vào cái cốc sạc ở nhà của mình thôi là mình có sạc, có thể sạc cùng lúc được hai thiết bị luôn. Đó thì cái này anh chị bạn có thể sạc cùng lúc hai tay mic nè. Đó còn cái dây này, còn cái dây lẻ này thì anh chị bạn sạc cho cái cục sống đây nè, quá ok ha. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ đi đến cục sống anh chị bạn. Đây sống nè, đó trên cục sống này là nút nguồn anh chị bạn, và cái đây là nút để mà set tần số ha. Thì cái nút set này á anh chị bạn đừng đụng vào, bởi vì sao? Bởi vì khi mà anh chị bạn mua bên Ken Audio của em á là tất cả em đều đã cài đặt, đó tức là set up
sẵn những tần số đâu đó ngon lành hết rồi. Anh chị về chỉ cần là bật cái nút nguồn lên, gắm vào cổng mic là hát thôi ha, rồi không dùng thì mình tắt thôi. Đừng có đụng đến cái nút set này, mất công lắm. Mình anh chị bạn không biết set tới set lui rồi nó nhảy lung tung tần số nữa. Đó, đây em bật nguồn lên nè. Ha. Thì cái cục sóng này anh chị bạn trước em có kiểm tra là nó có chức năng tiết kiệm pin luôn chị bạn. Đó, đầu tiên mình bật lên nó sẽ hiện đầy đủ cả thông số ha. Rồi lát một hồi nữa nó sẽ tắt đi những cái thông chỉ số không cần thiết, nó chỉ để lại duy nhất những cái chỉ số nào cần thiết thôi. Đó, đó là cái chức năng tiết kiệm pin nha. Rồi tiếp đến em bóc đến cái tai mic anh chị bạn. Đây một tai mic ha. Đây, bây giờ em sẽ bật nguồn lên nè. Đây đúng nguồn này mình nhấn giữ ha. Đó thì cái con mic U24 này anh chị bạn, đây sạc được trên tai mic luôn nè. Đó. Cổng sạc ha. Rồi và cái tai mic này á, nó cũng có màn hình LED nè anh chị bạn, hiển thị tất cả các thông số luôn, mức pin nè. Rồi cái sóng nè, báo hiệu nè, đó và có chức năng tiết kiệm pin luôn. Anh chị bạn thấy không, lát một hồi nó chỉ còn duy nhất hiện lại mức pin thôi để nó hạn chế cái dòng điện cho mình ha. À đây, ở đằng sau á nó sẽ chạy cái nền, cái tên thương hiệu của nó nè, Cebu ha. Đó, Cebu ở một cái mẫu thương hiệu cũng khá mới chị bạn, nhưng mà thấy chất lượng thì nó cũng ok anh chị bạn. Rồi và đây á, cái thiết kế của nó cũng nhìn rất xịn sò anh chị bạn, mình rút ra được nguyên cái ruột của nó nhè luôn nè. Đó, mà cái đầu micro nó vẫn nằm đây ha. Đó, thì cái đầu micro này nó là hợp kim anh chị bạn, còn cái thân mic á, cái thân mic á thì nó là nhựa anh chị bạn. Đó, nhựa cao cấp ha, nhựa này thì có thể chịu lực cũng khá tốt nha. Đó. Rồi bây giờ ở trên đây có chỉnh được tăng giảm âm lượng mic nè, và cũng có nút set ha. Thì một lần nữa em xin nhắc lại là khi anh chị bạn mua bên kênh audio của em, tất cả em đều đã cài đặt cũng như là setup sẵn các tần số ok hết rồi. Mình về mình đừng có đụng vào những cái nút set này nữa nha anh chị bạn. Thí dụ mình có chỉnh á, thì mình chỉ nhấn ở cái nút volume nè, cái nút ở dưới đây thôi, tức là nút để tăng giảm âm lượng mic thôi ha. Đó, còn không thì cũng không cần phải đụng đến cái nút tăng giảm âm lượng mic này đâu. Đó là em cũng đã chỉnh cho anh chị bạn luôn rồi. Thì đây nè, em cũng sẽ nhấn demo cho anh chị bạn xem ha. Đây, đây bây giờ nó đang là số 5 nè anh chị bạn. Ha, nó sẽ, đó anh chị nhấn cái nữa thì nhảy xuống số 1. Đó, mình nhấn cái nữa nó sẽ lên số 2. Đó, mình nhấn cái nữa sẽ lên số 3 ha. Đó, mình sẽ nhấn lần lượt. Đó, nhấn thả lần lượt vậy nó sẽ lên. Nó sẽ nhảy lên từ từ. Đó, số 2 nè, số 3 nè. Rồi số 4 nè. Đó, thấy chưa? Anh chị bạn thấy không? Đó, một cái mẫu mic giá rẻ đâu đó chỉ tầm dưới 1 triệu ha. Có 7XX thôi anh chị bạn. Đó, 7XX thôi mà có rất nhiều những cái tính năng rất là xịn sò luôn. Ok cho anh chị bạn. Ha, cái tay mic bên đây cũng tương tự nha. Rồi để em mở lên cho anh chị bạn xem luôn. Đây, nhấn nguồn lên. Đó. Rồi và khi mà anh chị các bạn mình mua đó thì em sẽ có riêng một cái video ha. Để mà làm gì? Để cái thứ nhất em sẽ gửi một cái video để cho anh chị bạn cách mà mình nhận biết á, khi mà nó hết pin cũng như là khi mà nó đầy pin sẽ như thế nào, và cũng như một cái nữa là cái cách mà mình set lại tần số khi mà nó có bị mất tần số thì anh chị bạn nhớ lưu về. Để nhiều khi em sẽ có nhiều mẫu và nhiều khách hàng lắm, em sẽ không có nhớ, em sẽ không có lưu video được, nó sẽ nặng máy anh chị bạn. Đó thì anh chị bạn lưu về mình để trong máy của mình á, để phòng hờ cái trường hợp nếu như nó có lỡ thì anh chị biết cách mình xử lý luôn ha. Đó thì cái con Micro U24 này nó có báo hiệu pin yếu đó, và cái báo hiệu khi mình sạc pin đầy luôn, để cho mình biết mà mình canh trong quá trình mình sử dụng làm sao mà để hạn chế mà mình đang chơi nó không bị hết pin giữ chừng ha anh chị bạn. Đó, hoặc là anh chị bạn mình có thể mua thêm nè. Khi chạy mua mình có thể mua thêm những cái viên pin này nè. Secure bên em có bán lẻ luôn ha. Đó, để mà mình secure cho nó. Đó, rồi thì vừa rồi em đã giới thiệu sơ lược chi tiết qua cái quá trình mà đập hộp cái mẫu micro mới với tên là U24 cho anh chị bạn ha. Đó thì cuối video em cũng xin lưu ý cho anh chị bạn một số vấn đề như thế này. Thì anh chị các bạn khi mình mua thì mình nên tìm những cái chỗ nào mà uy tín và chất lượng ha. Tại vì trong quá trình em kinh doanh em cũng đã có gặp rồi. Đó, cũng có một số khách hàng mình xem cái kênh của em xong rồi cái
thấy ở một cái chỗ khác trên các cái sàn thương mại chẳng hạn, hoặc là trên cái nền tảng mạng xã hội đâu đó thấy cũng cũng giống như vậy, cũng gần giống như vậy đó, nhưng mà sao cái giá nó rẻ quá thì mình ham mình mua, xong rồi á nó sẽ khi mà mua về rồi á những anh chị bạn đó thấy là ủa sao nó không có những cái tính năng này đó, hoặc là ví dụ như không có tiết kiệm pin chẳng hạn đó, hoặc là nó không giống như cái em giới thiệu 100%, sau đó rồi không có liên lạc được bên kia luôn đó, giống như là mua rồi thì đứt đuôi luôn đó, xong rồi mới lên trên YouTube đó, rồi mới gọi điện nhờ em hỗ trợ giùm. Thì anh chị em cũng xin nói trước luôn ha, những trường hợp đó thông cảm là em không thể hỗ trợ được nha anh chị bạn đó, em chỉ ưu tiên cho những khách hàng mua bên em đó. Thì tất cả những sản phẩm khi em giao đi em sẽ đều có dán tem để xác nhận là hàng bên em ha. Anh chị bạn có vấn đề gì cứ chụp cái tem trên cái sản phẩm đó gửi qua Zalo em kiểm tra và em xác nhận cái thông tin khách hàng trên hệ thống đúng khách bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị bạn nhanh nhất có thể luôn ha. Đó, và hàng anh chị nếu mà theo dõi lâu rồi cũng như là đã từng mua bên kênh audio của em thì biết em bán hàng trước giờ em luôn lấy chữ tâm đó làm đầu anh chị bạn đó, cái uy tín đó mới là lâu dài anh chị bạn. Thì rồi cuối video thì em sẽ công bố cái mức giá ưu đãi cho anh chị bạn ha. Thì cái cặp một cặp micro nè đó, U24 đó, sạc trực tiếp trên tay mic nè, có chế độ tiết kiệm pin ha, màn hình đèn led đó hiển thị mức pin, rồi kết nối sóng đó, rồi cái cục ngay cả cái cục sóng đây luôn nó đã cũng có cái chức năng là tiết kiệm pin cho anh chị mình luôn ha. Đó, một cặp như vậy em đang để cái mức giá để cho anh chị bạn chỉ đâu đó tầm 700 mấy thôi, 700 hơn xíu thôi anh chị bạn ha. Đó, thì anh chị bạn mình nhanh tay để được cái mức giá ưu đãi ha, đồng thời em sẽ hỗ trợ anh chị bạn miễn phí ship nè, và tặng cho anh chị các bạn luôn một cái dây sạc đó, một cái dây sạc chia hai đầu luôn, chỉ cần cắm một đầu thôi mình sạc được cùng lúc hai thiết bị luôn nha anh chị bạn. Rồi, và tất cả những cái sản phẩm khi mà bên em giao đi á, là em đều sẽ test hàng đó, test hàng ok cho anh chị các bạn trước đó, sau đó rồi em mới lên đơn em giao cho anh chị các bạn ha. Và em xin nhắc sơ lại chính sách giao hàng bên em á, là em sẽ hỗ trợ anh chị bạn mình được xem hàng ha, ngồi xem tại chỗ giúp em, và em không có hỗ trợ là thử hàng nha anh chị bạn đó, tức là em sẽ hỗ trợ xem hàng không thử hàng nha. Đó, khi mà thử hàng mang vào nhà hát thử rồi nó sẽ phát sinh ra nhiều cái nó rất là rách về anh chị bạn đó, vì vậy mà em sẽ hỗ trợ mình xem hàng đó, không thử hàng. Và tất cả những sản phẩm á, từ dưới 2 triệu ha, thì anh chị bạn chỉ cần là nhận hàng rồi mới thanh toán đó, không cần phải cọc trước nha. Còn những cái sản phẩm, những cái bộ nào mà từ trên 2 triệu trở lên đó, là anh chị bạn vui lòng cọc trước thì bên em mới lên đơn giao đi nha anh chị bạn. Đó, đó là em nói chính sách ngay từ đầu, để mà mình cảm thấy phù hợp với nhau thì mình hẳn gọi điện ha, để đỡ tránh mất thời gian đôi bên với nhau. Rồi, bây giờ rất cảm ơn chị bạn đã xem hết video clip này, cũng như là đã luôn tin tưởng và theo dõi ủng hộ bên kênh audio. Bây giờ xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe nha, đó, luôn vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.